Anh đi làm chưa về à? Chưa, anh đang ở nhà Hưng, bây giờ mới chuẩn bị về. Hôm nay Hiền có đi cùng anh không? Không, hôm nay anh đi Hiền ở nhà mà. Sao em? Em về nhà từ lúc 5 giờ mà đến giờ vẫn chưa thấy Hiền về. Trời ơi, sao lại ra đây ngồi thế Hiền? Hả? Nào, ngồi lên xem nào. Sao lại dù lên đây chơi thì tối phải đi về chứ. Bây giờ muộn rồi, hơn 8 giờ, 9 giờ đến nơi này. Nhưng mà em không biết đường về nhà. Không biết đường về nhà? Vâng. Sao biết đường lên mà không biết đường về nhà? Thế làm anh bây giờ cả nhà là loạn tung hết cả lên, cả nhà đi tìm em hết kìa. Bây giờ có ai ở nhà đâu, cơm còn chưa được ăn. Thưa bác anh chị, là hôm nay thì bây giờ cũng khá là muộn rồi các bác. Bây giờ là cũng có gần 8 giờ rồi. Đây ạ. Cháu đi làm về đến bây giờ là cũng về được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà cũng không thấy có Hiền ở nhà. Không biết là Hiền có đi làm cùng với anh Quyền hay không. Ở nhà thì mấy hôm nay là cháu có cho Hiền với cả bé Khang là xuống dưới này để chúng cháu kèm cặp các em là để cho viết chữ ấy cô bác. Bây giờ là hôm nay Mai, thỉnh thoảng Mai là ở nhà suốt thôi. Nhưng mà Mai là làm việc ở trên tầng. Còn ở dưới này thì có Khang ở cùng với cả Hiền ấy. Bây giờ cháu sẽ hỏi Khang một chút. Khang ơi, xem là Khang có biết là Hiền đi đâu hay không. Khang bảo là không biết cô bác ạ. Không biết là Hiền có đi làm cùng với cả anh Quyền hay không. Bây giờ thì cháu sẽ gọi hỏi anh Quyền xem là Hiền đi đâu. Tại vì là Hiền lên trên này ấy thì là cũng không có bạn bè hay là có anh em nào ở đây cả. Quyền Điện TV xin kính chào quý khách. Hay là địa chỉ uy tín, chúng tôi chuyên. Alo anh ơi. Alo anh ơi. Anh đi làm chưa về à? Chưa, anh đang ở nhà Hưng, bây giờ mới chuẩn bị về. Hôm nay Hiền có đi cùng anh không? Không, hôm nay anh đi Hiền ở nhà mà. Sao em? Em về nhà từ lúc 5 giờ mà đến giờ vẫn chưa thấy Hiền về. Em tưởng là Hiền đi làm cùng với anh chứ. Không, ô thế là đi đâu à? Hiền đi đâu à? Không biết là Hiền đi đâu nên em hỏi Khang, Khang bảo không biết. Đi tìm xem là có thấy Hiền ở đâu không? Tại vì muộn này sao lại đi đâu được nhỉ? Em không biết được, hôm nay em về sớm, em về từ lúc 5 giờ rồi nhưng mà về nhà cũng chưa thấy Hiển về nhà lần nào cả. Ờ, được rồi, thế thì anh cũng về luôn. Anh về luôn đi, anh về luôn đi. Anh vừa rồi là cháu có hỏi anh Quyền thì anh Quyền cũng bảo là Hiển không có đi cùng anh Quyền cô bác ạ. À, bây giờ cháu hỏi Mai xem. Mai ơi! Dạ? Ra đây chị hỏi một chút nào. Thế hôm nay em ở nhà với Hiển, Hiển đi đâu em có biết không? Nãy em đang đóng hàng ở trên tầng ấy chị, thì thấy có một người ra, hình như bảo là bạn của Hiển ấy ra. Bạn á? Vâng, em không quen cái người đấy. Thấy bảo là bạn của Hiển, thấy Hiển cũng bảo là cái người đấy là bạn của em đấy. Không là thấy dục bảo dùng nhau đi đâu ấy. Xong em hỏi thì Hiển không nói. Hiển không nói á? Vâng. Đi từ lúc 4 giờ rồi á? Vâng, từ 4 giờ chiều ấy chị, là từ lúc đấy đến giờ là chưa thấy về đâu chị. Hiền đi là cũng không nói gì với em à? Không, em hỏi bảo đi đâu thì Hiền bảo là không nói. Hiền chỉ bảo là em ra kia một tí xong em về luôn. Hiền chỉ nói như thế thôi chị. Ôi dồi ôi. Đấy Hiền. Nhưng mà người đấy là con gái hay con trai? Con gái. À, có một người là con gái với lại một người là con trai. Có hai người chị. Hai người à? Vâng. Hiền lên đây làm gì có bạn nhỉ? Em không biết được thì em hỏi hai người đấy thì thấy bảo là bạn của Hiền thôi. Em hỏi lại Hiền thì Hiền bảo là cũng là bạn của em đấy. À, thế thôi bây. Bây giờ em đi làm việc đi. Dạ. Bây giờ Hiền cũng không có điện thoại của bác à. Bây giờ cháu không biết là sẽ phải làm như thế nào nữa. Bây giờ chắc là cháu sẽ phải đi lòng vòng xem. Vừa rồi thì cháu tưởng là Hiền xuống dưới kia ở với cả mấy anh em mà hiện tại chúng cháu đi làm cùng với nhau ấy. Nhưng mà đi hỏi nhà nào cũng bảo không ở. Bây giờ cháu không biết là đi phải đi đâu tìm. Bây giờ cháu sẽ đi tìm Hiền xem như thế nào đã cô bác ạ. Xin mời cô bác là sẽ đồng hành cùng với cả cháu ạ. Thưa bác anh chị, là vừa rồi thì cháu cũng có đi một vòng quanh thị trấn rồi và cũng không thấy Hiển đâu cả. Không biết là Hiển đi đâu rồi cô bác ạ. Bây giờ Hiển thì điện thoại gì cũng không có.
Và vừa rồi thì cháu cũng có nhờ mấy anh em đi làm cùng với nhau là đi tìm hộ ấy. Là không biết là có tìm thấy Hiền hay không? Chưa thấy Hiền về ấy. Không thấy. Cháu Quyền xin chào các bác ạ. Thưa các bác, là vừa rồi thì cháu mới đi từ trên nhà của hai anh em Hưng Thuận xuống đây. Nhưng mà vừa nãy ở nhà sáng lúc anh đi ở nhà với Mai mà. Em tưởng lúc đầu em chưa hỏi Mai, em tưởng là Hiền đi làm cùng với anh. Không. Sáng nay ở nhà mà anh giao bài tập cho là hôm nay là học phải học thuộc hai bảng của chương, bảng 2 và bảng 3 mà. Hỏi nãy em hỏi Mai thì Mai bảo là đi cùng với hai người đi từ lúc 4 giờ chiều rồi. Hỏi Khang xem nào, Khang. Đây. Hả? Khang bảo không biết à? Bảo chơi chắc hai đứa chơi với nhau mà. Hai đứa chơi với nhau nhưng mà em nãy em hỏi Khang, Khang bảo không biết. Ủa, bây giờ là tối lắm rồi các bác ạ. Giờ hơn 8 giờ rồi. Thế Mai cũng không biết à? Mai bảo đi từ lúc 4 giờ xong rồi Mai hỏi bảo đi đâu thì bảo đi chơi với bạn tí em về. Xong đến giờ rồi, em về từ lúc 5 giờ rồi mà. Hay là sợ ai rủ đi nhỉ? Có đi tìm nhà Giang Trình các thứ hết chưa? Có, em đi rồi. Thôi bây giờ biết làm nào, bây giờ chia nhau đi tìm thôi. Sợ là em ý xuống đây lần đầu ấy, không quen này bị lạc đi đâu đi. Nhờ? Mai bảo Mai cũng không biết hai cái bạn kia. Bây giờ là em sẽ cùng với cả Mai đi hướng bên kia tìm nhé. Xem là vừa đi vừa hỏi các quán ấy, xem là họ có thấy ở đấy không. Anh với Trình là sẽ đi đằng kia. Giờ là cũng hơn 8 giờ rồi các bác ạ, vẫn chưa ăn cơm đến giờ. Khang với chú đi tìm nhá. Đi đâu, đi mua à? Hả? Về giờ? Mới lên. Xe đâu? Xe tôi để đi. Hả? Tôi để bên kia. Ở nhà đợi một lúc nhá. Tại vì là tôi đi tìm bé Hiển tí. Bây giờ vừa đi làm về nhưng mà không thấy đâu. Nhá, ở nhà đợi tí để đi tìm xem là đi đâu. Đi vào nhà đợi đi. Đã biết là giờ này đi đâu rồi. Tại vì là khu chợ bây giờ tối họ cũng đóng cửa hết rồi. Vào đây hỏi xem là. Chào bà chủ nhá. Ngân hôm nay có thấy em Hiển xuống đây không? Không thấy à? Có biết Hiển không? Cái đứa ở nhà anh ấy tóc dài dài ấy, cao cao này. Ờ. Không thấy xuống đâu anh ạ. Nhưng mà có thấy đi qua đường này không? Em không để ý. Thế được, anh cảm ơn nhá. Đi, đi lên trên kia đi. Xe này không để được. Đi đâu không biết này. Đi đâu không biết, không tìm thấy. Giờ muộn rồi. Mình à? Một mình.
Ủa ôi. Sao lại ra đây ngồi thế Hiền? Hả? Nào, ngồi lên xem nào. Sao lại ra đây thế? Anh bây giờ muộn này anh đi tìm, không ở nhà sao ra đây ngồi? Lúc nãy em chơi ở gần nhà xong là bạn rủ em lên trên đây chơi. Sao lại rủ lên đây chơi thì tối phải đi về chứ. Bây giờ muộn rồi, hơn 8 giờ 9 giờ đến nơi này. Nhưng mà em không biết đường về nhà. Không biết đường về nhà? Vâng. Sao biết đường lên mà không biết đường về nhà? Lúc nãy về thì sáng, còn bây giờ tối rồi nhưng em không quen đường. Thế lên đây cùng với ai? Bạn. Bạn á? Vâng. Bạn nào? Bạn sau này quen bạn đâu? Lúc nãy em chơi ở gần đấy xong là có bạn rủ lên trên này chơi bóng đá xong là em lên với bạn xong là tối rồi em không biết đường về nhà. Ôi dồi ôi, thì các bạn của em đâu? Bạn thì bố mẹ bạn ấy ra đón về nhà hết rồi. Ôi dồi ôi. Thế làm anh bây giờ cả nhà là loạn tung hết cả lên, cả nhà đi tìm em hết kìa. Bây giờ có ai ở nhà đâu, cơm còn chưa được ăn. Anh vừa mới đi làm về, anh chưa tắm rửa, chưa ăn cơm đây này. Lần sau đi đâu thì phải hỏi anh chứ, đi chơi với bạn không ạ? Thế là bạn rủ lên đây đá bóng à? Vâng. Ôi dồi ôi. Các bạn là đi bố mẹ vào đây đón về hết rồi. Vâng. Thế bảo là lên đây là lúc lúc ấy là trời còn sáng. Bây giờ là tối rồi thì các bạn là bố mẹ ra đón về hết rồi. Còn mỗi Hiển không ai đón thì bảo tối không biết đường về. Nhưng mà các bạn ấy quen lâu chưa? Ừ, dạ hôm trước em vừa mới quen. Sao không bảo các bạn ấy đưa về? Các bạn đấy, bố mẹ bạn đấy không cho đưa về. Ôi dồi, lần sau anh thôi thôi, đi về nhà rồi nói chuyện. Bây giờ muộn rồi, đói chưa? Dạ rồi. Đi. Trời ơi, may quá các bác ạ, tưởng mất tích đi đâu rồi. Anh tưởng em mất tích đi đâu thì giờ anh lấy Hiển đâu ra mà đi giả cho bà ngoại. Bây giờ đi đâu mà không bảo anh thì bây giờ tí nữa bà gọi điện về bảo là ê, trước đón Hiển đi, bây giờ là Hiển đi đâu rồi. Ui dồi. Xuống đi. Đi vào nhà đi, xong mà chuẩn bị học đi. Đấy, vào đây anh bảo. Khang nữa, Khang vào đây. Khang. Đấy, giờ anh đi làm về còn chưa ăn cơm đây này. Lần sau đi đâu chơi thì các bạn rủ đi đâu ấy thì đừng có đi nhá. Trước anh đã bảo rồi, đi đâu phải được sự đồng ý của anh thì mới được đi chứ. Bây giờ đi như thế thì chẳng may mà ai lừa em đi ở đây thì gần Trung Quốc lắm. Ai lừa em đi đâu đi Trung Quốc bán hay là lừa em đi đâu 1-2 ngày mới về. Hoặc là bạn trai nào mà rủ em đi đâu thì bây giờ mà ảnh hưởng đến con người của em rồi là ai mang em đi bán các thứ ấy thì là đấy, bà ngoại em tìm chỉ biết tìm anh thôi, bây giờ biết tìm ai đâu. Lần sau không được đi như thế nhá. Vâng. Mà ở đây em xuống đây lần đầu như này, huyện này rất là rộng như này, rủ đi em sao biết tìm về đến nhà được. Buổi tối đi chó nhiều nữa, rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Lần sau còn như thế không? Dạ em không. Lần sau đi đâu phải được sự đồng ý của anh, không ở nhà thì có chị Mai ở nhà đóng hàng, phải được sự đồng ý của chị Mai thì mới được đi nhá. Vâng. Thôi bây giờ thì cũng muộn rồi. Quần áo hôm nọ mang lên đây mấy bộ? 2 bộ. Bây giờ là đi mua một bộ quần áo mới mặc mùa hè để cho mát nhá. Vâng. Đấy, sau đó thì mua cho cả Khang nữa, tắm rửa đi, chuẩn bị học hành đi. Hôm nay học bảng cửu chương đến đâu rồi?
Đọc xem nào. Nào, anh kiểm tra đọc bảng khẩu trương xem nào. Hôm nay anh giao cho bao nhiêu bảng khẩu trương nhỉ? Hai. Ờ, đọc xem nào. Hai nhân 1 bằng 2. Từ từ. Đọc phải xin phép. Con thưa các ông các bà, con đọc bảng. 1 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 20. Rồi, bảng kiểu chương 3 tiếp. Bảng kiểu chương 3 em vẫn chưa thuộc lắm. Ô, thuộc chưa thuộc lắm thì thuộc đến đâu đọc đến đấy. Nào, đọc xem nào. Ba nhân một bằng ba, ba nhân hai bằng sáu, ba nhân ba bằng chín. Em không nhớ nữa. Ừ, thế là không được rồi. Chưa thuộc bài mà đó đòi đi chơi. Hôm nay anh bảo là phải giao là thuộc hai bảng biểu trương thì mới được đi chơi chứ. Nhá, từ mai trở đi là nếu mà học mà không thuộc, anh về đến nhà anh kiểm tra mà chưa thuộc á, anh phạt cho đấy. Vâng. Nhá. Học là ra học, mình chơi ra chơi. Cố gắng lên, sau này mình biết chữ được. Mình đã thiệt thòi so với các bạn rồi, bây giờ mình phải cố gắng lên chứ. Nhá. Vâng ạ. Đấy, cố gắng lên. Bây giờ là thuộc một cái thì ngày đầu thì thuộc một bảng khẩu trương như thế là cũng được rồi. Nhưng ngày thứ hai thì ngày mai sẽ phải giao cho hai bảng khẩu trương là bắt buộc là phải thuộc. Không phải là thích thì thuộc, không thích thì thôi nhá. Vâng. Đấy, bây giờ đi mua quần áo. Đi xong là về tắm rửa xong ăn cơm sau nhá. Vâng. Cơm xong thì học đi. Đi vào đi. Dạ. Em ơi. Em ơi. Bán cho anh hai bộ quần áo. Cho cái cuốn này. Cho đứa này này. Đấy, lấy cái bộ mát mát một tí mùa hè. Lấy bộ hay là lấy cái kia? Lấy bộ như này luôn hay là lấy quần áo lẻ đi nhá. Lấy bộ như thế đi. Kia một bộ nhá. Vâng. Xong rồi lấy cái lẻ một bộ nữa. Hai bộ. Thích hình con gấu hay là hình này? Hình con gấu nhá. Vâng. Thưa cô bác, là đây là phần quà của ông 95 tuổi thì ông gửi tiền để cho Hiển học ấy. Thì cháu cũng trích ra là mua quần áo cho Hiển hai bộ đi. Rồi mùa hè mà nóng ấy. Cứ lấy đi, đi xong là tí không vừa thì mang xuống đổi, nhưng mà đừng có xé cái mác này đi. Hả Hiển? Dạ. Cháu thích cái áo như này hay là thế nào? Thích không rộng thế không? Thích cái bé hơn. Thích cái bé hơn. Thưa bác, là vừa rồi là cháu mua cho Hiển là hai bộ quần áo thì hết là 600.000, cháu đã chuyển khoản rồi. Đấy, đi về đi. À, Hiển đi mua được hai bộ rồi nhưng mà Khang ở đây là không có quần áo trẻ con, thì cháu sẽ đi về để lên quán ở trên kia đi mua cho Khang hai bộ nữa. Khang còn dưới mà. À, ôi đi gọi Khang đi. À, thưa các bạn chị, là vừa rồi thì cháu lại đi mua thêm hai bộ nữa cho bé Khang. Đấy, bây giờ cho Khang đi tắm. Vừa rồi thì bé Hiển với cả bé Khang là đã tắm rửa và thay quần áo mới rồi các bác. Hiện tại là thầy giáo Việt là đang dạy cho hai bé học ở trên này. Số nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là phân biệt số chưa? Dạ rồi. Rồi con làm cái cái thì là cũng là ổn rồi đấy. Hôm nay là ổn rồi, hôm qua. Hai bạn là học đến đâu rồi bạn? Hôm qua thì là mình vừa chỉ cho là em Hiển là xong bảng chữ cái rồi, với cả các chữ số rồi. À. Với cả hôm qua
cho bạn ấy tập viết với cả cách phân biệt là chữ A hoa, A thường và A yên hoa. À. Đấy. Thế là đang cho học bảng chữ cái này, số này và bảng nhân, nhân 2 và nhân 3 đúng không? Đúng rồi, hôm qua vừa nhân 2 thì vừa nãy tôi kiểm tra thì thuộc bảng nhân 2 rồi. Còn bảng nhân 3 thì chưa thấy thuộc mấy. Đấy, bây giờ là có thầy giáo Việt ở đây, xin phép bạn vài phút nhé. Ok. Thì anh nói với Hiển nhá. Bây giờ là có thầy giáo ở đây, thầy giáo giao bài tập cho là mình phải học. Không phải là thầy giao cho đến đâu mà không học đến đấy, là ngày mai thầy kiểm tra mà em mà không học được là thầy phạt, là anh không biết đâu. Đấy, đi học là phải có nội quy. Ở nhà cũng thế. Đấy, không phải là mình thích đi đâu chơi thì đi. Hôm nay là em đi chơi như thế anh cũng khá là bực đấy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên thì anh có thể bỏ qua cho em nhá. Nên còn hôm nay thì thấy là giao cho bảng khẩu trương thì cái đấy thì thời gian thì chắc cũng phải từ từ đấy. Học bảng nhân đi, xong là học bảng nhân cộng trừ nhân chia nữa. Xong là như này. Hôm qua thầy giáo giao bài tập về nhà, ở nhà để viết đâu. Hôm nay ở nhà viết cái nào? Để anh xem nào. Anh cho các bà xem nào. Chữ một đâu xem nào, biết viết chưa? Cũng gọi là biết một chút rồi nhờ. Rằng mình có thể tính cách thu hút. Cái này là chép ở đây ra đúng không? Đấy. Như thế này là cũng tạm được rồi các bạn ạ. Cũng viết được một chút rồi. Cái này là coi như là về cái phần viết là cũng không tạm ổn. Đấy. Thế là viết bảng nhân ra đây. Đúng rồi, em muốn thuộc nhanh em phải viết ra vở thì mới thuộc nhanh nhá. Viết ra tầm 2 lần là thuộc rồi. Vừa viết vừa đọc. Đấy, tiếp tục đi. Thưa các bác là với cả bạn Việt nhé. Hôm qua thì các ông các bà khi mà đăng tải video lên, các ông các bà cũng góp ý là bây giờ cho hai bạn này học chung thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình học của Hiển. Đấy, thì vì Khang thì lại có một cái ngôn ngữ khác nhau. Khang bây giờ là phải có một cái thầy giáo mà biết về cái cách dùng cái hành động cơ. Như là chỉ tay này, là mình sẽ chỉ, ví dụ như là chỉ như thế này thì là sẽ là làm cái gì. Đấy, chỉ như thế này là số mấy thì mới là dạy đúng cơ. Nhưng mà mình dạy như này gọi là học vẹt thì không đúng bài. Thì Khang thì thôi, bây giờ là Khang thì bạn cứ giao cho tôi để tôi là dạy cho Khang là coi như là viết tên của mình. Ví dụ như là tôi sẽ dùng một cái khẩu hiệu là chỉ như này là phải viết tên của mình ra, hoặc là chỉ như này là phải viết viết như thế nào đấy. Còn bây giờ như này thì sợ là ảnh hưởng đến việc học của Hiển. Thì bây giờ bạn cứ tiếp tục là dạy cho Hiển học đi. Còn Khang thì cho xuống như kia để từ ngày mai thì nếu mà trong quá trình ôn tập thì có thể là hai bạn sẽ học chung. Còn lên lớp như này thì sẽ cho riêng Hiển thôi nhá. Vâng, ok. Bạn cứ tiếp tục công việc đi. Đấy, Khang. Hiển đó, mình tiếp tục học nhá. Dạ. Hiển như thế này đó, Hiển này. Dạ. Thầy đâu một đoạn nhá, không mà thầy đọc, không mà em phân biệt chữ viết với cả hai loại thứ trưởng và thứ hoa. Em này ngồi ra đây. Em này là rảnh không? Rảnh thì vào đây dạy Khang viết nhá. Đấy, bây giờ là cháu sẽ dạy Khang học theo kiểu như này. Đấy, viết ra đây xong là để cho Khang là chép ra từng chữ ra. Đấy. Đấy, đầu tiên là sẽ viết những cái chữ mà liên quan đến tên của Khang đã. Đấy, chữ K. Chữ K. Khang hiểu rồi. H này, tiếp tục là chữ H.
chữ A tiếp. Đấy, xong là chữ N. Xong là chữ G. Bảo đau đầu quá. Nhiều thế này đau đầu quá. Không học được. Nào, nhìn đây. Tay đâu? Chú dậy. Nhìn nhé, thôi thôi, đồ bỏ ra. Càng thì cũng nhanh thôi các bác ạ. Có những chữ là hơi khó viết một tí nhưng mà quên rồi, lại quên rồi. Đấy, đúng rồi. Nhìn vào đây. Mà để mua cái vở mà tô chữ ấy. Đấy, về tô trước đã. Chữ này hình như là khó viết lắm hay sao ấy. Đấy. Đấy. Viết được một chữ rồi. Tối nay là không xong chữ này là không được đâu. Thấy không? Thưa các bác là đấy, chắc chắn là đây sẽ là một trong những cái quãng đường sẽ phải nói là rất là dài, thì phải có một cái khoảng thời gian nữa thì mới từ từ để dạy được bé Khang được các bác ạ. Còn thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết thước phim của cháu trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là các bác anh chị sẽ cùng nhau cùng đồng hành với cháu để giúp cho bé Khang và bé Hiển cùng nhau biết cái chữ, xuống đây và mang cái chữ đi về. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại trên tay cháu đây đang là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại là vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh các bác ạ. Và
sản phẩm ở trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen ở trên vùng cao chúng cháu. Cái này thì gừng đen là cháu có hai dạng các bác nhá. Cái bên này là cháu thái lát phơi khô, có công dụng là làm ấm cơ thể này, phòng vàng trừ cảm lạnh, đau bụng kinh, lưu thông khí huyết. Cái gừng đen này thì có rất là nhiều cái công dụng các bác. Cái gừng đen này đặc biệt là điều trị về bệnh tiểu đường. Các bác mà bị tiểu đường thì nếu mà sợ ngâm với mật ong thì các bác có thể là lấy làm trà gừng để uống, hoặc là ngâm với rượu các bác ạ. Và đây là gừng đen tươi. Cái này thì rất là hiếm, rất là ít có các bác. Thì chỉ có ở trên vùng cao chúng cháu này, lâu lâu thì cháu mới thu mua được của bà con một chút thôi. Và đây là sản phẩm mới, hiện tại là vợ chồng cháu cũng đang bán ở trên kênh, là quả dứa rừng các bác ạ. Quả dứa rừng này thì có công dụng như sau: chữa kiết lỵ, chữa viêm gan siêu virus, chữa mắt sinh màng mộng, thị lực giảm dần, bổ máu, tiêu đờm, giải độc rượu, chữa cảm nắng, say nắng, trị sỏi thận, viêm đường, tiết niệu. Đấy thì cái này là cách dùng là lấy từ 20 đến 30 gram sắc uống. Cái này là sắc uống, hoặc là các bác mà uống được rượu thì có thể là ngâm rượu để uống các bác ạ. Tiếp là đây em trên tay của em Hưng đang cầm đây là cái hạt ốc chó nếp của Hà Giang này. Em đọc công dụng cho các bà nghe đi. Công dụng là có hàm lượng axit béo tốt cho thai nhi, bà bầu, tăng cường sinh lý nam giới, bảo vệ tim mạch, cải thiện bệnh tiểu đường, phòng ngừa ung thư, ngăn ngừa sỏi thận, trị táo bón, giảm cân, ngăn ngừa lão hóa nữa. Rồi, đây là cái sản phẩm hạt ốc chó nếp ở trên Hà Giang các bác ạ. Hiện tại là chúng cháu còn mấy cân nữa. Và trên tay cháu đây là cái bột nghệ nếp ở trên chúng cháu. Đây là bà con ở trên chúng cháu khác tự làm luôn đấy các bác. Cái này là phơi khô và xay bột. Rất là mịn này các bác ạ. Cái này không phải là tinh bột mà cái này là bột nghệ các bác nhá. Tại vì có rất là nhiều cô bác cũng đang nhầm là cháu bán cái tinh bột. Tinh bột thì hiện tại là cháu hết rồi. Và đây là cái sản phẩm miến rong. Cái này thì thường thường là cháu sẽ tặng kèm những mặt hàng mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh. Và đây là lá giảo của lam rừng này các bác. Lá giảo của lam này thì cái công dụng của nó thì các bác cũng đã biết rồi, là về tiểu đường này, mỡ máu này, huyết áp này, mỡ gan này. Và sản phẩm cuối cùng là mật ong khoái. Cái này là mật ong khoái của em Hưng các bác nhá. Mật ong khoái này thì còn cả tổ này, và sắp luôn. Còn có cả con già của nó. Nếu mà quý ông bà cô bác có nhu cầu sử dụng những cái mặt hàng mà hiện tại là chúng cháu đang bán ở trên kênh thì rất là mong quý ông bà cô bác là sẽ liên hệ với cháu qua số điện thoại là 0369 944 064. Rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía cô bác. Cháu cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ.